Con thưa sư ạ. Sư vừa bấm mic hả dạ Nhung ơi. Sư vừa bấm á. Thấy rồi. Dạ con thưa sư ạ. Dạ thưa sư, hôm nay Phước Duyên bận. Dạ con thay Phước Duyên đó thưa sư. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào. Dạ con kính đảnh đại sư. Xin chào. Dạ con kính đảnh lễ sư. Suparati bàn tay. Suparati. Con kính lãnh lễ sư ạ. Lễ bán tam bảo đi.
Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mích, trang nghiêm thân khổ ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính hạnh lễ sư. Con xin kính chào cô chú học viên trong room. Con xin tụng kinh Tam Bảo. Sagi kame cha rupe girisi karata te chan tali khe vi ma ne ni pe ra te cha ga me taru anaga ha ne ge ha wa cho mi khe te phẩm ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ga lo ayam pha đan ta tham ma sa wa na ga lo ayam pha đan ta tham ma sa wa na ga lo ayam pha đan ta Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Bồ Tát Sa Ra Nang Ga Cha Mi Tham Mang Sa Ra Nang Ga Cha Mi Sang Khang Sa Ra Nang Ga Cha Mi Duti Yam Bi Bồ Tát Sa Ra Nang Ga Cha Mi Duti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Nang Ga Cha Mi Duti Yam Bi Sang Khang Sa Ra Nang Ga Cha Mi Tati Yam Bi Bồ Tát Saranam ga jami tati yam bi thammam saranam ga jami tati yam bi sangham saranam ga jami etiviso phagakwa araham samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavido anuvataro purisa dhamma sarathi sathadi vamanu sanam buddho phagakwa tinati me saranam anyam buddho me saranam varang etena sacca vacce nahotu me caya mangalam uttamam gena vandeham badapam songvaru uttamam bhute yo khalito doso buddho kammatutam Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehi Pasiko Opanayiko Pachatam Veditapo Vinyo Hiti Nati Me Saranam Anyam Dhammo Me Saranam Varam Etena Sacca Vacce Nahotu Me Chaya Mangalam Uttamam Gena Vandeham Chaduvi tham varang tham me yo khali to do so tham mo khamatu tang mamam so pati banno phagavato savaka sangho jo pati banno phagavato savaka sangho nyaja pati banno phagavato savaka sangho sami ji pati banno phagavato savaka sangho yadida Jatari purisa yogani atha purisa mogala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo pahunayo dakhinayo Anjali karaniyo anuttaram punyakhetam Lokasati nati me saranam anyam sangho me saranam varam Etena sacca vacce nahotu me caya mangalam uttamam gena vandeham sangham caduvi thattamam sangheyo khalito doso sangho khamatutam vandami cheti yam sapam sapathane supate thitam saririka thatu mahabodhim bodharo sakalam sadam sambuddhe athave sancha dwara
Thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Xin chào lớp. Vì hôm nay thì chúng ta sẽ học bài cuối cùng, đó là bài số 16. Bài số 16.
Đại Thiên Sứ thứ tư, bài số 16. Thiên Sứ thứ tư ha, bài số 16. Thì mình có sang phần đoạn lịch sử thì mình có điều kiện cắt và liên từ phụ thuộc, đó là hai phần văn phạm. Phần lịch sử trước, học phần lịch sử trước. Phần lịch sử là gì? Lần thứ tư sau khi cho người đánh xe thắng, một cỗ xe thuộc thắng, thái tử đã đi đến vườn ngự uyển để ngắm cảnh. Khi ấy ngài thấy một vị sa môn có tướng mạo trang nghiêm, các căn khéo thu thúc. Sau khi hỏi người đánh xe biết được những đức hạnh của các vị sa môn, ngài vô cùng hoan hỷ. Ngài nghĩ rằng nếu vị sa môn này không đạt được pháp giải thoát thì vị này sẽ không có được phẩm mạo. Như vậy cũng trong khoảnh khắc ấy, thái tử đã nghĩ, lại nghĩ, nếu ta xuất gia ta cũng có thể tìm được đạo lộ giải thoát. Thì đó là phần lịch sử của bài học này. Bây giờ chúng ta sẽ học về phần ngữ vần, ngữ vần của đoạn lịch sử ngắn này giống như mỗi khi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học phần văn phạm của bài học. Đây phần lịch sử. Thiên Sứ thứ tư, thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy bậc xuất gia. Trang số 1. Trang số 1 là phần ngữ vần. Mình có chất tốt thăng là lần thứ tư. Yoga pê tí là cho thắng. Cái chất tí là đi, đi đến. Đá xanh năng, đá xanh năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Á thắc khô là khi ấy. Samana là sa môn, iti rằng thế này. Lần nữa, chatuthang là lần thứ tư. Yoga pê tí là cho thắng. Cái chất tí là đi đến. Asana là ngắm. Pumi là phong cảnh. Athakho thì ấy. Samana là sa môn, iti rằng thế này. Chất tu thăng lần thứ tư, yoga pê tí là cho thắng. Cái chất tí là đi đến, đắc sanh năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Athakho là khi ấy. Samana là sa môn, y tí rằng thế này. Chất tu thăng lần thứ tư, yoga pê tí là cho thắng. Cái chất tí là đi đến, đắc sanh năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Athakho là khi ấy. Samana là sa môn, ý tí rằng thế này. Rồi đó là phần ngữ vần trang thứ nhất. Giờ mời lớp bây giờ tay lên để mình đọc ngữ vần phần trang này đi. Em Cát Khánh có trên lớp học hay không ạ? Dạ không sư ơi, hôm nay Khánh bận việc rồi. Tôi mời cô Ngọc Trân mời cho lớp học đọc đi vậy. Dạ. Dạ xin mời Phật tử chim đi.
Dạ con xin đọc. Chaturthanh lần thứ tư. Dục dạ bê tí cho thắng, dắt cha tí đi đến đắc sana và ngắm buông mí không cẩn. Thác hồ khi ấy, Sát-mát-na, Sa-môn, Ý-ti rằng thế này. Dạ xin hết ạ. Hôm nay thay nick cái gì đó phải không? Con dạ, gắn cái micro đọc mới biết nghe rõ không sư ạ? Dạ thưa sư, chữ đó là Ca-tú-thăng hay là Cu-tú-thăng su trên bảng này con thấy là chữ C-U. Hình như nó cha Chát tu thăng là lần thứ tư. Vô cha pê tí là cho thắng. Các cha tí là đi đến. Đát xa năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Át thác khô là khi ấy. Sa ma na là sa môn. Ý tí là rằng là thế này. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Xin đọc ạ. Chaturthanh là lần thứ tư. Yoyapeti là cho thắng. Gacchati là đi đến. Dasanang là ngắm. Bhumi là phong cảnh. Athakho là khi ấy. Samana là Samom. Iti là rằng thế này. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ thưa con xin đọc các ngữ vựng ạ. Chá tút thăng là lần thứ tư. Vô cha bê tí cho thắng. Gát chá tí đi đến. Đá xá năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Át thác khô là khi ấy. Xá má ná là sa môn. Ý tí là rằng thế này. Con xin hết ạ. Dạ, mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ, thưa sư xin đọc. Chaturthanh là lần thứ tư. Yoyapeti là cho thắng. Gacchati là đi đến. Dasanang là ngắm. Bhumi là phong cảnh. Athakho là khi ấy. Samana là sa môn. Ý xí là rằng thế này. Dạ tôi xưng xin hết. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Xong lên ta. Thưa sư xin đọc ạ. Chaturthanh lần thứ tư. Yoyapeti là cho thắng. Gacchati là đi đến. Đá xanh năng là ngắm. Phu mí là phong cảnh. Á tha khô khi ấy. Sa má ná là sa môn. Ý tí là rằng thế này. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Chaturthanh là lần thứ tư. Yoyapeti là cho thấy. Gacchati là đi đến. Dasanang là ngắm. Bhumi là phong cảnh. Athakho là khi ấy. Samana là sa môn. Ý chí là rằng thế này. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ.
Cha Túc Thăng là lần thứ tư, rồi Cha Bê Tý là cho thắng, Đát Cha Tý là đi đến, Đát Sa Lăng ngắm, Cu Mí phong cảnh, A Tha Khô khi ấy, Sa Na Ná, Sa Môn Ý Tý rằng thế này, thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Chá Tú Thăng lần thứ tư. Vô Cha Phê Tí là cho thắng, Gác Chá Tí là đi đến, Đá Sa Nàng là ngắm, Bù Mí là phong cảnh, Á Tha Cô khi ấy, Sa Má Đá, Sa Môn Ít Tí thế này rằng. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Tuyết. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Chá Tú Thăng lần thứ tư. Vô Giá Bi Tý cho thắng, Gạch Cha Tý đi đến, Đát Sa Nàng ngắm, Cu Mí phong cảnh, Á Tha Khô khi ấy, Sa Ma Na Sa Môn Y Tý rằng thế này. Dạ, thưa sư, xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Chá Túc Thăng là lần thứ tư. Vô Cha Pê Tý là cho thắng, Gác Chá Tý là đi đến, Đá Sáng Năng là ngắm, Bu Bí là phong cảnh, Á Tha Khô là khi ấy, Sa Ma Ná là Sa Môn, Ý Tý là rằng thế này. Dỗ xin thấy ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chá Tú Thăng là lần thứ tư. Vô Chá Bê Tý là cho thắng, Gác Chá Tý là đi đến, Đá Sá Năng là ngắm, Phu Mí là phong cảnh, Áp Chá Khô là khi ấy, Sá Má Ná là Sa Môn, Ý Tý là rằng thế này. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ mình qua trang số 2. Trang số 2 có mốt các tham mô là pháp giải thoát Apomisa sẽ có được một khám mắt gác đào lộ giải thoát chê hoặc là sách chê nếu Pāpunisā sẽ có được, không phải Pāpunisā sẽ chứng được Pariyesiya có thể tìm được một khả tham mắt pháp giải thoát Apovisa sẽ có được một gá mắt gác đạo lộ giải thoát chê hoặc là sách chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Pariyesiya có thể tìm được một khả tham mắt pháp giải thoát Apovisa sẽ có được một cách thâm mắt pháp giải thoát một khám mắt gác đạo lộ giải thoát chê sẽ chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Pariyesiya có thể tìm được. Lần nữa ha, một cách thâm mắt pháp giải thoát Pāpunisā sẽ có được một khám mắt gác đạo lộ giải thoát chê hoặc là sách chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Pariyesiya có thể tìm được. Rồi mời lớp đọc, bây giờ ta lên đọc phần trang tự vựng này. Ngắt khánh mời lớp đọc chung xin. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc á. Mokkha Thammo
là pháp giải thoát. Á quá á phá quý xá sẽ có được mất khá mất cá đạo lộ giải thoát. Pa mu ni xá sẽ chứng được chê xá chê. Nếu ba bốn ni xá sẽ chứng được ba rí dê xây giá, xây giá có thể tìm được. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử xin nghi. Dạ, dạ con xin đọc. Mốt khá tham má pháp giải thoát, á bá bí xá sẽ có được mốt khá mắt giá đại lộ giải thoát. C sắc xê, nếu ba rú lý xá sẽ chứng được ba rí dê xê giá có thể tìm được. Dạ con xin hết. À xích chê hả? Chê hoặc là xích chê. Ba rí dê chữ trên là chữ chê hoặc là xích chê. Chữ trên đó hả sư? Chữ nếu á, chê hoặc là xích chê, cũng phải xê. Là cái câu mà có thể tìm được á, là đọc là không, đây nó đọc được rồi. Tôi nói chữ chê hoặc là sách chê, nãy mình đọc c không phải à, chê c à. C sắc chê. Dạ chê hoặc dạ. Là sách chê. Dạ c sắc chê. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Mốc khá thâm mô pháp giải thoát, á phá vi xá là sẽ có được mốc khá mắt gá đạo lộ giải thoát. Chê xá chê là nếu, ba bú ni xá là sẽ chứng được bá ri dê xây giá là có thể tìm được. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Mốc khá tham mô là pháp giải thoát, á phá quý xá là sẽ có được mốc khá mắt gá là đạo lộ giải thoát. Chê sắc chê là nếu, pháp bú ní xá là sẽ chứng được Paris dê xây giá là có thể tìm được ạ. À. À, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Mốc khá thâm mô là pháp giải thoát, Atha quý xá là sẽ có được mốc khá mắt gá là đạo lộ giải thoát. Chê sắc chê là nếu, pa pú ni xá là sẽ chứng được, pa rí dê xê giá là có thể tìm được. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Mốt khá tham mô là pháp giải thoát, á bí quý xá là sẽ có được mốt khá bát giá là đạo lộ giải thoát. Chê xá chê là nếu, ba bố đi xá là sẽ chứng được, có lý dê xây giá là có thể tìm được. Dẫu xin hãy à. Xin mời Phật tử Mang Ga Lá Nên Đi. Dạ thưa sư xin đọc. Một khát đam má là pháp giải thoát, áp ba ví xá là sẽ có được mô khá mắt gá là đạo lộ giải thoát. C hoặc là sát chê là nếu, ba bú ní xá là sẽ chứng được, ba rí dê xây giá là có thể tìm được. Dạ thu sương xin hết. Xin mời Phật tử An Trần ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Abhavissa là sẽ có được. Mokkha Magga là đạo lộ giải thoát. Chê Sacce là nếu. Apunissa là sẽ chiến được. Ariye Seya là có thể tìm được. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Abhavissa là sẽ có được. Mokkha Magga là đạo lộ giải thoát. Chê Sát Chê là nếu. Apunissa để chứng được. Ariye Seya có thể tìm được. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Mokkha Dhammo, pháp giải thoát. Abhavissa sẽ có được. Mokkha Magga, đạo lộ giải thoát. Chê là chê, nếu. Apunissa sẽ chứng được. Ariye Seya có thể tìm thấy. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Tuyết. Thưa sư, con xin đọc ạ. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Abhavissa là sẽ có được. Mokkha Magga là đạo lộ giải thoát. Chê Sắc Chê là nếu. Apunissa là sẽ chứng được. Ariye Seya là có thể tìm được. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Apunissa sẽ có được. Mokkha Magga là đạo lộ giải thoát. Chê Sát Trên là nếu. Apunissa là sẽ chứng được. Ariye Seya là có thể tìm được. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Apunissa là sẽ có được. Mokkha Magga là đạo lộ giải thoát. Chê Sát Chê là nếu. Apunissa là sẽ chứng được. Ariye Seya là có thể tìm được. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ có. Đây được rồi. Dạ xin đọc. Mokkha Dhammo là pháp giải thoát. Abhavissa là sẽ có được. Mokkha Magga đạo lộ giải thoát. Chê Sắc Chê là nếu. Apunissa là sẽ chứng được. Ariye Seya có thể tìm được. Dạ con xin hết. Dạ có Phật tử muốn đọc nữa không ạ? Ủa, đọc rồi thầy nghe chưa? Dạ dạ mọi người nghe em nè con. Dạ thưa sư đã hết rồi sư. À. Rồi như vậy là phần trần đọc từ vựng là xong. Giờ chúng ta sang phần bài học ha.
như học liên tự thuộc thuộc trước rồi học điều kiện cách để học bản chia luôn. Đây liên tự thuộc thuộc, liên tự thuộc thuộc cách sử dụng, liên tự thuộc thuộc là tiếng diễn tả sự tùy thuộc về văn phạm, liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính, hay là dùng để kết nối giữa hai mệnh đề khác giá trị. Thí dụ ở đây sẽ chê mê anh ta ra vô nập thí sát ta hấp phân ta rê an hằng phú nát như bất tí xa mí. Nếu không có sự rủi ro đến với tôi, nếu không cho sự rủi ro đến với tôi sẽ trở lại trong khoảng ngày thứ bảy. Thì ở đây mình có liên tự phụ thuộc, đó là sẽ chê à. Rồi câu số 2, thê lô thê rô mu lá xê rinh và cô xà phê xí a thác ma hà chan nù sanh ní phát tạp tí. Vị trưởng lão cho gọi ông mu lá xê rinh và rồi đại chúng đã tụ họp lại. Ở đây thì mình thấy chữ liên từ áp tháp nó kết hợp lại hai câu, câu trước với câu sau à, câu trước với câu sau. Ở đây mình có hai liên từ phụ thuộc, đó là sẽ chia với là áp tháp, cho hai thí dụ này. Và ở đây là một số liên từ phụ thuộc để sử dụng. Mình có áp tháp khô, Apicha, Iti, Iwa, Kenjapi, Kira, Je, Seje, Yathariwa, Yathapana, Jadi, Athakho, Apicha, Iti, Iwa, Kenjapi, Kira, Je, hoặc Seje, Yathariwa, Yathapana, dành đi. Đó là các đi một số liên tự phụ thuộc dành để diễn tả sự tùy thuộc về văn phạm hoặc là liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính, hay là dùng để kết nối giữa hai mệnh đề khác nhau có giá trị. Rồi giờ mời lớp chia tay lên đọc một số liên tự phụ thuộc này ha. Rồi xin mời đó. Dạ, xin mời Phật tử Hữu Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc một số liên từ phụ thuộc ạ. Áp thác khô, lúc ấy rồi thì. Áp ít chá, hơn nữa tuy vậy, ý tí, rằng thế này, ý quá, bí như tựa hồ là. Kinh cha bí, dù sao mặc dù. Ký rá, tương truyền rằng, chê sách chê, nếu như. Giá thá ri quá cũng giống như giá thá pa ná cũng như là giá đí nếu như. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Một số liên từ phụ thuộc: á thác khô, lúc ấy rồi thì. Á biết chá, hơn nữa tuy vậy. Ý tí là rằng thế này, y quá, ví như tựa hồ là. Kinh cha pí, dù sao mặc dù. Ký rá, tương truyền rằng. Chê, sát chê, nếu như. Giá thá ri quá, cũng sống như. Giá tha pá ná, cũng như là. Giá đí, nếu như. Tôi xin hết ạ. À, xin mời Phật tử, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Á thá khô, lúc ấy rồi thì. Á bí chá, hơn nữa tuy vậy. Ý tí, rằng thế này. Ý quá, ví như tựa hồ là. Kinh cha bí, dù sao mặc dù. Ký rá, tương truyền rằng. Chê, sát chê, nếu như. Giá thá quý ra, giá thá rí quá, cũng giống nghe như.
giá tha bá ná cũng như là giá đí, nếu như con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử xin đi. Dạ, con xin đọc một số điện từ phụ thuộc. Athakho, lúc ấy rồi thì Abhichá hơn nữa tiêu vị. Ý tí rằng thế này, ý vá ví như tự hồ là Kim Chạp Bí. Dù sao mặc dù ký rá tương truyền rằng chê sắc dê, nếu như giá tha ví vá cũng giống như giá tha bá ná cũng như là giá đí, nếu như. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Athakho là lúc ấy rồi thì, Abhichá là hơn nữa tuy vậy, ý tí là rằng thế này, yếm quá là ví như tựa hồ là Kinchapi. Dù sao mặc dù, ký rá là tương truyền rằng chê sắc chê, nếu như giá tha ri quá là cũng giống như giá tha pa ná cũng như là giá đi, nếu như. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá lên đi. Dạ thưa sư, xin đọc Athakho là lúc ấy rồi thì Abhichá là hơn nữa tuy vậy, ý tí là rằng thế này, ý ví là ví như tự hồ là Kinchapi là mặc dù sao ký rá là tương truyền rằng xê chê sát chê là nếu như giá tha rí vá là cũng giống như giá tha pa ná là cũng như vậy, giá dí là nếu hoặc là nếu như. Dạ tôi xương xin hết. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Athakho là lúc ấy rồi thì, Abhichá là hơn nữa như vậy, ý tí rằng thế này, ý vá ví như tựa hồ là Kinchapi. Dù sao mặc dù ký cá tương truyền rằng chê sát chê, nếu như giá tha ví vá cũng giống như giá tha há ná cũng như là giá đi, nếu như. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Athakho lúc ấy rồi thì Abhichá hơn nữa tuy vậy, ít tí rằng thế này, ý quá ví như tựa hồ là Kinchapi. Dù sao mặc dù ký rá tương truyền rằng chê của sát chê, nếu như giá tha ri quá cũng giống như giá tha phá ná cũng như là gia lý, nếu như. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Một số liên từ phụ thuộc. Athakho là lúc ấy rồi thì, Abhichá là hơn nữa tuy vậy, ý tí là rằng thế này, ý quá là ví như tựa hồ là Kinchapi. Là dù sao mặc dù ký rá là tương truyền rằng chê hay là sát chê là nếu như giá tha rí quá là cũng giống như giá tha pa ná cũng như là giá đí là nếu như. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc
một số liên từ phụ thuộc. Athako lúc ấy rồi thì. Apicha là hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này. Ý quá dĩ như tựa hồ là. Kinchapi dù sao mặc dù. Ý giá tuyên truyền rằng chê hoặc sắc chê là nếu như. Yatha Riwa cũng giống như. Yatha Pana cũng như là. Sát đi nếu như. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ có. Tiên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Một số liên từ phụ thuộc. Asako lúc ấy rồi thì. Abiché hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này. Ý vé ví như từ hồ là. Kinh cha bí dù xe mặc dù. Ý ré tương truyền rằng. Chê sắc chê nếu như. Nếu như. Giá thế rí vé cũng giống như. Giá thế. Giá thè bà ná cũng như là. Gia đí nếu như. Dạ thưa sư tôi xin hết. Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần điều kiện cắt. Để chúng ta xem phần điều kiện cắt. Điều kiện cắt trong tiếng Mali. Điều kiện cắt Kalatipati trong tiếng Mali được sử dụng để nói lên những sự kiện không có thật ở quá khứ. Điều kiện cắt nói về sự kiện không có thật ở quá khứ ha. Ví dụ Ope Siddhi Siddhi Puto Chi Tamante Bayu Chisak So Imasmin Nagare Akasiddhi Apovista. Nếu trước đây con trai của ông bá hộ cố gắng làm việc thì anh ấy sẽ trở thành người giàu nhất ở trong thành phố này. Đó, trường hợp thứ nhất nếu trước đây con trai của ông bá hộ cố gắng làm việc thì anh ấy sẽ trở thành người giàu có nhất ở trong thành phố này. Chứng tỏ là sao? Là trước đây anh này không có cố gắng, cho nên bây giờ anh ta nghèo khó nhưng có trở thành người giàu có. Nên nói về sự không có thật ở quá khứ. Rồi câu số 2. Tất chì xin thi bụng tô bụng về Nikamitawa Papajisa So Bồ Ahatap Lăng Bà Bunisa. Nếu trước đây con trai của ông bá hộ ra đi xuất gia thì anh ấy sẽ chứng được a la hán quả. Cái trong câu này cũng nói về không có thật không ở quá khứ, tức là anh này anh không có ra đi xuất gia, con trai của ông bá hộ này không có ra đi xuất gia, cho nên anh này cũng không có chứng được thánh quả a la hán. Nói về điều không có thật ở quá khứ. Yeah, đó là nói về điều kiện cắt. Khi mà nói cái gì đó mà nó đạt điều kiện không có thật ở quá khứ thì người ta sử dụng nó ở điều kiện cắt. Thí dụ như là nếu hôm qua tôi trúng số thì tôi sẽ mua được một căn nhà lớn. Thì chúng ta không đặt ở điều kiện cắt được, tức là hôm qua mình không có trúng cho nên mình không có mua được. Hoặc là nếu hôm qua tôi có đi đến đó tôi đã gặp anh ví dụ vậy, thì đó cũng là điều kiện không có thật, tức là mình không có đi. Thì người ta sử dụng ở điều kiện cắt, tức là nó
Dạ, dạ thưa sư, hình như tiếng mình phía sư bị mất tiếng. Dạ thưa sư, chúng con không có nghe sư à. Chúng con không nghe tiếng của sư à. Chứ sư bận đi đâu á cô, sư tắt mic trời. Chứ mà vô à. Dạ chắc sư có điện thoại á cô, mình đã đặt ý. Tưởng đâu mà sư nói mình không nghe. Không có sư tắt mic cô. Phần mềm đang bị lỗi, sư đang chỉnh, lớp học chờ chờ mọi người chờ chút xíu nha. Sa thú, sa thú. Hello. 1, 2, 3, 4. Dạ. Dạ, nghe. À,
Ông biết sao tự nhiên nó giờ bản chia có điều kiện cắt, bản chia cái điều kiện cắt là mình đây mình có người thứ nhất, người thứ nhất a hàng bác chí sang a bác chí sang thứ nhì thì mới dân bác chí sam ha bác chí sam ha, người thứ hai là người trùng bác chí toàn bác chí xê a bác chí xê tùm hề bác chí sát tha bác chí sát tha, ngồi sơ hay là ngồi thứ ba mình có so sa tăng bách chi sa bách chi sa bách chi sa bách chi sa, số nhì mình có tê ta hoặc là ta ní bách chi sang xuống à bách chi sang xuống, mà ở đây mình có cái bản chia tóm tắt, xem là cái bản chia tóm tắt để mình tập chia ha. Đây thứ nhất số ít a hằng bách chi sang a à, bách chi sang mà dần bách chi sam ha a à, bách chi sam ha, ngồi thứ hai sửa toàn bách chi xê a à, bách chi xê tâm hề bách chi sát tha a à, bách chi sát tha, ngồi thứ ba sửa bách chi sa a à, bách chi sa bách chi sa a à, bách chi sa tề bách chi sang su a à, bách chi sang su, rồi xem lại lần nữa ha. Ngồi thứ nhất số ít a hằng bách chi sang a bách chi sang, số nhiều mới dân bách chi sam ha bách chi sam ha, ngồi thứ hai số ít bách chi xê a bách chi xê, số nhiều tôm hề bách chi sát tha a bách chi sát tha, ngồi thứ ba số ít bách chi sa a bách chi sa bách chi sa a bách chi sa, số nhiều tề bách chi sang su a bách chi sang su, thì đó là bản chia của điều kiện cắt. Rồi bây giờ mời lớp tập chia bản chia điều kiện cắt tí đi. Rồi lớp giơ tay lên đi. Khánh mời lớp chia bản chia đi tí. Dạ, xin mời Phật tử Cindy ạ. Dạ, con xin đọc bản chia động từ bắt chi cắt, điều kiện cắt. Ngồi thứ nhất, số ít á hằng, bắt chi sầm, áp bắt chi sầm, số nhiều mây dần, bắt chi sầm máng, a bát chí sa má, ngồi thứ hai số ít tài quanh bát chí xê a bát chí xê, số nhiều tùm hê bát chí sa thá a bát chí sa thá, ngồi thứ ba số ít sô sa tam bát chí sa a bát chí sa bát chí sa a bát chí sa, số nhiều tê ta ta lý bát chí sam su a bát chi sam su, dạ con xin hết à. Rồi xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia động từ bát chất tí điều kiện cắt. Ngôi thứ nhất số ít a hằng bát chi sam a bát chi sam, số nhiều má văn bát chi sam ha a bát chi sam ha, ngồi thứ hai số ít toàn bát chí xê a bát chí xê, số nhiều tùm hề bát chí sa thá a bát chí sa thá, ngồi thứ ba số ít sô bát tít xá a bát tít xá bát tít xá a bát tít xá, số nhiều tê bát tít sang xú a bát tít sang xú. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin chia động từ khác được không sư? Con xin chia động từ cha giá tí theo điều kiện cách ạ. Á hăng cha giết xăng a cha á cha giết xăng, số nhiều má văn cha giết xăm ha á cha giết xăm ha, ngồi thứ hai số ít tăng cha giết xê á cha giết xê, số nhiều tôm hê cha giết xá thá á cha giết xá thá, ngồi thứ ba số ít xô
cha dít xá a cha dít xá cha dít xa a cha dít xa số nhiều t cha dít xăm xú cha dít xăng xú á cha dít xăng xú con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala nên đi. Dạ thưa sư xin đọc. Số thứ nhất số ít á hàng bát chí sang á bát chí sang. Số nhiều mấy giang bát chí sang ha á bát chí sang ha. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chí xe á bát chí xe. Số nhiều tôm hê bát chí sa tha á bát chí sa tha. Ngôi thứ ba số ít sô. Bát chí sa á bát chí sa bát chí sa á bát chí sa. Số nhiều tê bát chí sang xú á bát chí sang xú. Dạ thưa sư xin hết. Mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bản chia động từ bát chát tí điều kiện cách ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bát chí sang á bát chí sang. Số nhiều má văn bát chí sam ha á bát chí sam ha. Ngôi thứ hai số ít tăng bát chí xê á bát chí xê. Số nhiều tum hê bát chí sát thá á bát chí sát thá. Ngôi thứ ba số ít sô bát chí xá á bát chí xá bát chí xa á bát chí xa. Số nhiều t bát chí sang số á bát chí sang số. Dạ con thưa sư con xin hết ạ. Chúng tôi Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin chia động từ bát chát tí điều kiện cách. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát chí sang a bát chí sang. Số nhiều má văn bát chí sam ha a bát chí sam ha. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chí xê a bát chí xê. Số nhiều tôm hê bát chí sa thá a bát chí sa thá. Ngôi thứ ba số ít sô bát chí sa a bát chí sa bát chí sa a bát chí sa. Số nhiều t ba chí sam số a ba chí sam số. Dạ bà sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Ngọc Tuyết. Dạ từ sư con xin chia động từ ba chá tí điều kiện cách. Ngôi thứ nhất a hăng ba chí sang a ba chí sang. Số nhiều mê văn ba chí sang ha a ba chí sang ha. Ngôi thứ hai số ít toàn ba chí xê a ba chí xê. Số nhiều tôm hê ba chí sa thá a ba chí sa thá. Ngôi thứ ba sô ba chí xá a ba chí xá ba chí xa a ba chí xa. Số nhiều t ba chí sang số a ba chí sang số. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư con xin chia động từ phá sát trí điều khiển cách. Ngôi thứ nhất số ít á hàng phá chí sang á phá chí sang. Số nhiều má dân phá chí sang ha á phá chí sang ha. Ngôi thứ hai số ít toàn phá chí xê á phá chí xê. Số nhiều tâm hề bát chí sa thá a bát chí sa thá. Ngôi thứ ba số ít sô bát chí sa a bát chí sa bát chí sa a bát chí sa. Số nhiều trời bát chí sam chú a bát chí sam chú. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít a hằng bát chí sang a bát chí sang. Số nhiều má văn bát chí sam ha a bát chí sam ha. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chí xê a bát chí xê. Số nhiều tâm hê bát chí sa tháp
Apachisatha, Ngô Thứ Ba, Sô Ít, Sô, Pachisá, Apachisá, Pachisá, Apachisá, Sô Nhiều, T, Pachisang Sú, Apachisang Sú. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bát chát tí ở điều kiện cách ạ. Ngồi thứ nhất su ít á hằng bát chít sang a bát chít sang số nhiều là ma giang bát chít sang ha a bát chít sang ha. Ngồi thứ hai số ít là toan bát chít xê a bát chít xê, số nhiều là tâm hê bát chít sát thá a bát chít sát thá. Ngồi thứ ba số ít là sô bát chít xá a bát chít xá bát chít xá a bát chít xá, số nhiều là tê bát chít sang xú a bát chít sang xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia động từ a chất tí điều kiện khác ạ. Ngôi thứ nhất a hằng bát chít sang a bát chít sang, số nhiều ma dâm bát chít sam hà a bát chít sam hà. Ngôi thứ hai tăng số ít bát chít xê a bát chít xê, số nhiều tung hê a bát chít sa thá a bát chít sa thá. Ngôi thứ ba số ít sâu bát chít xá a bát chít xá bát chít xa a bát chít xa, số nhiều tê và chích xăm xú à và chích xăm xú. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bát chát tí ở điều kiện cách. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng bát xí xăng à bát xí xăng, số nhiều là ma dăng bát xí xa a bát xí sang sa. Ngôi thứ hai số ít là thân bát xí xê a bát xí xê, thứ hai số nhiều là thung hê bát xí thá a bát xí thá. Ngôi thứ ba số ít là sô bát xí xá a bát xí xá bát xí xa a bát xí xa. Ngôi thứ ba số nhiều là thê bác sĩ sang số a à, bác sĩ sang số. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn chia bản chia này không ạ? À? Dạ có tiên. Dạ xin mời con. Dạ thưa sư, con xin đọc bản chia đồng từ bác chất tí được tiện cách. Ngôi thứ nhất a à, hằng bác sĩ sang a ba chi sang ma yang chu ni ma yang ba chi sam ha a ba chi sam ha. Ngôi thứ hai con ba chi se a ba chi se chu ni tham ha ba chi se ha ba chi se tha a ba chi se tha. Ngôi thứ ba so ba chi se tha a ba chi se a bát chi sa bát chi sa a bát chi sa, số nhiều tơ bát chi sinh số a bát chi sinh số. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ thưa sư, các Phật tử đã chia hết rồi sư. Dạ, sư đã xong rồi sư. Xong rồi phải không? Dạ, dạ xong rồi. Bây giờ mình còn mười mấy phút nữa. Bây giờ mình ôn lại các bản chia tí ha. Tại phần bài học đã xong rồi. Bản chia mấy bản chia của
cái điều kiện cắt. Giờ ông đang chia khả năng cắt tí, à, khả năng cắt. Bây giờ mình chọn một động từ nào đó. Thay vì động từ bắt chết tí thì mình chọn một động từ nào đó mình chia cho khả năng cắt ha. Rồi thì chọn một động từ nào đó, ví dụ như là bây giờ sẽ chọn động từ phun giá tí. Người thứ nhất số ít ăn hàng phun chì và mí, số nhiều mí ăn phun chì và mán. Người thứ hai số ít toàn phun chì và xí, tâm hề phun chì và thá. Người thứ ba số ít so phun chì giá, hề phun chì dùng vậy. Anh tức là mình chọn một động từ nào đó ngoài động từ phải chữ tí để tập chia cho động từ khác một cách. Rồi ai chia được tập chia ra, giơ tay lên tập chia thử động từ này coi. Chọn động từ khác ha. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin chia bằng động từ theo khả năng cách. Động từ caro tí. Á hăng cari da mí. À, số ít á hăng cá ra da mí, cá rây, cá rây da mí, số nhiều má dăng cá rây da má. Ngôi thứ hai số ít toàn cá rây da xí, số nhiều cá rây da thá. Ngôi thứ ba số ít cá rây giá, số nhiều ngôi thứ ba số ít xô cá rây giá, số nhiều tê cá rây dung. Con xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Cindy. Con xin chia cái động từ bắt đắc tí theo khả năng cách. Ngôi thứ nhất số ít á hằng vát đê gia mí, số nhiều máy dăng vát đê gia má. Ngôi thứ hai số ít tay quanh vát đê gia xí, số nhiều tùm hê vát đê gia thá. Ngôi thứ ba số ít xô quá đề giá, số nhiều quá đề dùm, đúng không sư? Dạ, con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đầu chia động từ gách xá tí ở khả năng cấp. Ngôi thứ nhất số ít á hàng gách chay da mí, số nhiều má giang gác dây da má. Ngôi thứ hai số ít toàn gác dây da xí, số nhiều tôm hê gác dây da thá. Ngôi thứ ba số ít xô gác dây giá, số nhiều gác dây dung. Thưa sư xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, con xin chia động từ nít bá cha tí là nằm á sư. Dạ. Dạ con xin chia ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng nít bá chê già mí, số nhiều má dăng nít bá chê già má. Ngôi thứ hai số ít toàn nít bá chê già xí, tùm hề nít bá chê già thá. Ngôi thứ ba số ít xô nít bát chê giá, số nhiều tê bát chê dung. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia động từ hát xa tí là cười. Ngôi thứ nhất số ít hát xê gia mí, hát xê gia mí, số nhiều má dao hát xê gia má. Ngôi thứ hai số ít tâm hát xê gia xí, số nhiều tâm hê hát xê gia thá. Ngôi thứ ba số ít xô hát xê giá, số nhiều tê hát xê dung. Dạ sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Sư, con xin chia động từ
Rán mắt tí là vui mừng á sư, được không sư à? Dạ. Ngôi thứ nhất số ít là Á Hằng Rá Ma Gia Mí. Nhất số nhiều là Mấy Văn Má Ra Gia Má. Đúng tư gì? Đúng tư gì nữa? Dạ, rá ma tí sư là vui mừng á sư. Rá ma tí. Dạ, rá ma tí. Dạ, dạ. Dạ, con xin chia lại ạ. Dạ, thưa sư, ngôi thứ nhất số ít là Á Hằng Rá Mê Gia Mí. Dạ, số nhiều là Mấy Văn Rá Mê Gia Má. Ngôi thứ hai số ít là Toan Má Rá Ma Gia Xí. Ngôi thứ hai số nhiều là Tâm Hê Rá Ma Gia Thá. Giá mê gia thá. Dạ con xin lỗi. Dạ ngôi thứ ba số ít là Giá mê giá. Ngôi thứ ba số nhiều là Rá Mê Dung. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ thưa sư con xin chia động từ Mi Cha Ra Tí Á Cách ạ. Á Hăng Mi Cha Dây Ra Mí. Số nhiều Má Răng Mi Cha Dây Ra Má. Ngôi thứ hai số ít Tăng Mi Cha Dây Ra Xí. Số nhiều Tung Huê Mi Cha Dây Ra Thá. Ngôi thứ ba số ít Sâu Vi Chá Dây Ra Giá. Có nhiều tê Vi Chá Dây. Vi Chá Dây Dung. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin chia động từ Bá Vá Tí là trở nên khả năng cách. Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Bá Về Già Mí. Số nhiều Má Văn Bá Về Già Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Bá Về Già Xí. Số nhiều Tâm Hê Bá Về Già Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Về Giá. Số nhiều Tê Bá Về Dùm. Thì sư con xin hết. Dạ, mời sư tử Ngọc Tuyết. Thưa sư con xin chia động từ Bát Chánh Tý khả năng cách. Ngôi thứ nhất A Hằng Bát Chê Gia Mí. Số nhiều Mê Giang Bát Chê Gia Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Bát Chê Gia Xí. Số nhiều Tâm Hê Bát Chê Gia Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bát Chê Giá. Số nhiều Tê Bát Chê Dung. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lan. Dạ con chia rồi ạ. Dạ con đọc rồi. Dạ, xin mời Phật tử Tiên. Dạ ai gì đây. Dạ đây sư con xin chia rồi đồng từ Phật chê tí khả năng tóc khả năng cách. Ngoài thứ nhất A Hằng Phật chê Gia Mí. Mấy Văn Bát Chê Gia Má. Ngôi thứ hai Toàn Bát Chê Gia Xí. Số nhiều Tâm Hê Bát Chê Gia Thá. Ngôi thứ ba Sô Bát Chê Gia Giá. Số nhiều Tê Bát Chê Dâm. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn chia bản từ này nữa không ạ? Dạ thưa sư đã xin hết rồi sư. Giờ thêm một bản nữa ha, ôn thêm một bản nữa. Thêm bản mệnh lệnh cách.
mà lần cắt giống như là động từ cuối chất tí. Rồi thứ nhất số ít a hàng cuối cha mí thứ nhì cuối cha má mới dành cuối cha má. Rồi thứ hai số ít toàn cuối cha cuối cha hí thứ nhì tổng thể cuối chất tán. Rồi thứ ba số ít cuối chất tú số nhì tề cuối chân tú. Rồi bây giờ tôi tập chia thứ ra động từ mà lần cắt trong một động từ nào đó ngoài động từ phải chất tí. Rồi xin mời là hai bài cũ mình ôn lại thôi. Dạ, xin mời học tử xin đi ạ. Con xin chia động từ bắt đắc tí. Ngồi thứ nhất số ít a hằng quát đà mí số nhiều mai dằng quát đà má. Ngồi thứ hai số ít tây quần quát đà hí số nhiều tung hê quát đà thá. Ngồi thứ ba số ít xô quát đa tú số nhiều quát đen tú. Dạ con xin hết rồi sư, đúng không ạ? Dạ xin mời Phật tử mang cái lá này đi. Dạ thưa sư xin đọc. Ngồi thứ nhất số ít á hàng bí và mí số nhiều má văn bí và má. Ngôi thứ hai số ít toàn bí và hí số nhiều tung hê bí vách thá. Ngôi thứ ba số ít số bí và tú số nhiều tê bí và tú. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia động từ xa giá tí là hạ sinh đó sư. Ngôi thứ nhất số ít ở mạnh lên cách á hàng cha gia mí số nhiều má giang cha gia má. Ngôi thứ hai số ít toàn cha giá cha gia hí số nhiều cha giá thá. Ngôi thứ ba số ít cha giá tú số nhiều cha giam tú. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ chinh đá tí là chặt đó thưa sư. Dạ. Rồi thứ nhất số ít á hằng chinh đà mí số nhiều má dằng chinh đà má. Ngồi thứ hai số ít toàn chinh đá hí số nhiều tôm hê chinh đà thá. Ngồi thứ ba số ít số chín đa tú có nhiều tê chín đăng tú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin chia động từ ná giá tí theo mệnh lệnh cách ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng ná gia mí số nhiều má văn ná gia má. Ngôi thứ hai số ít tăng ná giá số nhiều ná gia hí. Số ít tăng ná giá ná gia hí số nhiều tôm hề ná giá thá. Ngôi thứ ba số ít ná giá tú số nhiều ná danh tú. Con xin hết á. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết. Dạ thưa sư, con xin chia động từ ni si đa tí là ngồi đó sư.
Dạ, vậy cô Tiết cái chi cô? À, sorry, quên mở. Dạ. Đấy, nó hơi có một tiếng. Rồi, rồi. Dạ, con xin chia động từ. Đi xí là tí, là ngồi. Ngồi trí nhất, a hăng. Ni xí đam mí, số nhiều, mê văn, ni xí đam má. Ngôi thứ hai, số ít, văn, ni xí đa. Ni xí đa hỷ, số nhiều, tum hê, ni xí đa thả. Ngôi thứ ba, số ít, số, ni xí đa tú, số nhiều, tê, ni xí đam tú. Dạ, thưa sư con xin hết. Sorry, hãy của mình mở mic. Dạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Thưa sư, con xin chia động từ phương tra tí là hỏi. Ngồi thứ nhất, số ít, á hăng, phút cha mí. Số nhiều, má dân, phút cha má. Ngồi thứ hai, số ít, con, phút cha, số nhiều, phút cha hí. Bút cha hí, số nhiều, tâm hay, bút cha thá. Ngôi thứ ba, số, bút cha tú, số nhiều, tê, bút cha tú. Dạ, thưa sư, con xin hết. Xin mời học tử Phùng Điệp. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ chá rát tí là đi bộ đó sư à. Dạ. Á hăng chá ra mí. Ngồi thứ nhất số ít là á hăng chá ra mí, số nhiều là mấy văn chá ra má. Ngồi thứ hai số ít là toan chá ra hí, số nhiều là tung hê chá ra thá. Ngồi thứ ba số ít là sô chá ra tú, số nhiều là tê chá răng tú. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn chia nữa không ạ? Dạ có. Dạ thầy sư con xin chia bản đồng từ Bách Chá Tí mà lên cắt. Ngồi thứ nhất á hằng Bách Chá Mí, thứ nhiều mấy dân Bách Chá Má. Ngồi thứ hai tuần Bách Chá Má. Bạch chá tí, bạch chá hí, thứ nhiều tâm hê, bạch chá thá, bạch sô, bạch chá tú, thứ nhiều tê, bạch chá anh tú, dạ cô xin hết. Dạ, có mặt tử nào muốn chia nữa không ạ? Rồi hết rồi. Dạ. Giờ cũng 9 giờ rồi. Dạ. Giờ lát nghỉ ha. Giờ sau thì mình sẽ sửa bài tập số 16. Có thể coi bài tập trước. Rồi mình kết thúc lớp học với cô Phúc Vị Trung Minh. Dạ. Dạ, bài học đã kết thúc ạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng cho chúng con bài Bali ngày hôm nay. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên trong lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chakumatha devanaga mahitika bôn nhang đô anu mô đan tu chi răng ra khan tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hê tí ca bôn nhang đô anu mô đan tu chi răng ra khan tu no ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đê qua ma na ga ma hê tí ca bôn nhang đô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nha ta vô Akasatha cha phum ma ta de wa na ga ma he ti ka
bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra ca tu pa ni nô a ca sa ta cha phom ma ta đề qua na ga ma hê ti ca bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra ca tu nô sa đô đa y đăng qua ta nô bồn nhân a sa qua ca ya qua han hon tu a na ga tê ca lê Sa thú. Chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon, có một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom này. Ý đăng bùn nhằng nít bà nát sách bách cháu dồ hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đoạn trừ các phiền não và sẽ giải thoát trong ngày vị lai. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ.